Ngày 19 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Lây, tỉnh Kon Tum đang yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ việc hàng trăm người cao tuổi trên địa bàn phản ánh bị dụ dỗ đóng tiền cho một doanh nghiệp để làm bảng vinh danh. Đồng thời, huyện này đã thông báo hội viên các hội người cao tuổi trên địa bàn không nhận bảng vinh danh và không thanh toán tiền đối với các sản phẩm doanh nghiệp chuyển đến. Trước đó, ông Nguyễn Văn Hạnh, trưởng ban đại diện hội người cao tuổi huyện Đắk Lây đã ký văn bản gửi hội người cao tuổi các xã thị trấn giới thiệu người của công ty trách nhiệm hữu hạn in ấn Anh Thi ở số 21 Trần Bình Trọng, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến liên hệ để tặng quà. Ban đại diện hội người cao tuổi huyện Đắk Lây đề nghị hội người cao tuổi các xã thị trấn thông báo với chính quyền địa phương về chủ trương tạo điều kiện để người của công ty này tặng quà. Ngày 20 tháng 9, ông AD, 76 tuổi, trú ở thôn Đắk Bể, xã Mường Hòn, huyện Đắk Lây, được mời đến nhà rông của thôn để họp. Tại đây thì ông AD được người của công ty trên đề nghị làm thẻ hội viên miễn phí, làm bảng vinh danh. Người của công ty trên đã lấy thông tin cá nhân, chụp hình thẻ và chụp lại căn cước công dân của ông AD và nhiều cụ người cao tuổi khác. Ít ngày sau thì người của công ty trở lại để giao thẻ hội viên và bảng vinh danh ông AD và đề nghị ông đóng 600.000 đồng. Theo chính quyền các xã thị trấn, công ty trách nhiệm hữu hạn in ấn Anh Thi đã về nhiều địa phương để làm thẻ hội viên, bảng vinh danh cho người dân mà không thông qua chính quyền. Được biết chỉ riêng xã Đắk Pek của huyện Đắk Lây đã có hơn 300 cụ đăng ký làm thẻ hội viên người cao tuổi và chụp hình làm bảng vinh danh. Liên quan đến vụ việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương kiểm tra, nắm bắt thông tin và kịp thời xử lý nếu phát hiện sự việc tương tự. Thông tin ngay đến người dân biết, tránh bị dụ dỗ, lợi dụng. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngay sau khi phát hiện sự việc, ông Đỗ Sum, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Lây đã ký văn bản yêu cầu các xã, thị trấn không cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn in ấn Anh Thi tiếp tục hoạt động tri ân, làm sổ quản lý hội viên và vận động hội viên, hội người cao tuổi chụp ảnh chân dung, làm thẻ hội viên và làm bảng vinh danh có thu tiền. Các xã, thị trấn phải thông báo đến những người đã làm các hoạt động trên không nhận, không thanh toán bất cứ khoản nào với sản phẩm mà công ty chuyển đến. Tối 19 tháng 10, tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Hóc Môn, công an thành phố Hồ Chí Minh tuần tra xử lý vi phạm nồng độ cồn. Vào 19 giờ 40 phút, đội cảnh sát giao thông phát hiện ông VCN 44 tuổi chạy xe trên đường Đặng Thúc Vịnh, xã Thới Tam thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh có biểu hiện say xỉn nên dừng xe. Qua kiểm tra, ông N có đo nồng độ cồn ở mức 0,523 mg trên 1 lít khí thở. Ông N cho biết mình làm thợ hồ ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Do chủ nhà mời nhậu nên có uống một lon. Theo quy định, ông N sẽ bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng, quy định tại điểm E khoản 8 điều 6 Nghị định 100 năm 2019, tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng, tạm giữ xe 7 ngày. Chưa kể, ông N không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe, căn cước công dân khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền. Sau nhiều giờ tuần tra, tổ công tác đã lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Từ đầu năm đến nay, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Hóc Môn đã xử lý khoảng 3.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Giá vàng ngày 20 tháng 10 trên thị trường thế giới chốt tuần đã tăng mạnh. Giá vàng nhẫn trong nước xác lập thêm kỷ lục mới, niêm yết ở mức rất cao. Từ đầu năm, mặt hàng này đã tăng hơn 35%. Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 10, giá vàng miếng được các doanh nghiệp niêm yết tại ngưỡng 84 triệu đồng một lượng mua vào, 86 triệu đồng một lượng bán ra, giữ nguyên so với trước đó. Vàng miếng bất động tuần qua do Ngân hàng Nhà nước không can thiệp điều chỉnh giá. Ngày 20 tháng 10, giá dầu Brent đang ở mức 73,17 đô la Mỹ một thùng, giảm 1,87%, tương đương giảm 1,39 đô la Mỹ một thùng so với hôm qua. Giá dầu WTI niêm yết ở mức 69,34 đô la Mỹ một thùng, giảm 2,05%, tương đương giảm 1,45 đô la Mỹ một thùng. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent giảm hơn 7%, dầu WTI giảm hơn 8%, đánh dấu tuần giảm giá mạnh nhất của mỗi loại dầu kể từ tuần kết thúc vào ngày 2 tháng 9 vừa qua. Nguyên nhân gây áp lực giảm giá dầu tuần này là do tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và cơ quan năng lượng quốc tế IEA hạ dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu năm 2024 và 2025.
Cùng với đó, nhiều nhà phân tích cũng đưa ra nhận định giá dầu suy giảm do tăng trưởng quý 3 của Trung Quốc vẫn ghi nhận tốc độ chậm nhất kể từ đầu năm 2023, đặc biệt sản lượng lọc dầu của Trung Quốc cũng giảm trong tháng thứ 6 liên tiếp do biên lợi nhuận lọc dầu thấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu yếu cũng hạn chế hoạt động chế biến sản phẩm này. Mặt khác, liên quan đến tình hình xung đột ở Trung Đông, các nhà đầu tư vẫn tiếp tục dõi theo chặt chẽ những động thái của Israel đối với Iran, lo ngại về những ảnh hưởng bất ngờ từ căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông đang tạm lắng khi Israel tuyên bố không có kế hoạch tấn công các cơ sở sản xuất dầu mỏ của Iran. Bình là một trong hai cây cầu trọng yếu của huyện Vĩnh Thành, tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, cây cầu này đang xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi khi có xe tải đi qua, cây cầu đều rung lắc mạnh. Hiện địa phương đã đặt biển cấm ô tô hai đầu cầu để đề phòng tình trạng sập cầu. Sau gần 30 năm sử dụng, cầu đã xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp như sói chân, trông mố, thanh chắn cầu bị nứt gãy, đặc biệt cầu rung lắc mạnh khi xe tải đi qua, trong khi mỗi ngày có hàng trăm lượt phương tiện lưu thông qua cầu Định Bình, gây lo ngại cho người dân. Trước tình trạng trên, lực lượng chức năng chỉ cho phép xe máy lưu thông qua cầu. Tuy nhiên, vào ban đêm, nhiều xe chở gỗ keo vẫn bất chấp nguy hiểm chạy qua cầu. Để đảm bảo an toàn, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh đã đặt barrier và biển cấm tất cả các loại ô tô di chuyển qua cầu Định Bình. Đồng thời, địa phương đã lắp đặt biển chỉ dẫn ô tô qua sông Côn theo hướng cầu Vĩnh Hiệp, cách đó 1,5 km, chỉ cho người dân sử dụng xe máy và đi bộ qua cầu. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã đồng ý đưa cầu Định Bình vào danh mục chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2026-2030. Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh đã giao ban quản lý dự án thuê đơn vị tư vấn thiết kế lại cầu mới. Sau hơn một tháng bão số 3 đổ bộ, ngoài những cơ sở hạ tầng được khắc phục sửa chữa, thì bên cạnh đó hệ thống cây xanh của Hà Nội cũng đang trong quá trình hồi sinh. Trên một số tuyến phố của thủ đô, một số cây xanh đã được trồng mới thay thế cây gãy đổ. Tại một số tuyến phố thuộc các quận nội thành, một số cây xanh bắt đầu được trồng mới, thay thế cây xanh gãy đổ bật gốc, không thể tái tạo phục hồi. Tuy cây xanh bắt đầu được trồng mới, thế nhưng số lượng thay thế chưa nhiều. Ở các tuyến phố như Hàm Long, Ngô Thị Nhậm, Lò Đúc, có nhiều cây xanh được trồng mới đã phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vị trí cây đổ bỏ hoặc là lấp tạm thời để tránh nguy hiểm cho người đi bộ. Bão số 3 khiến cho khoảng 3.400 cây bị gãy đổ, trong đó có 103 cây đường kính to, 33 cây quý hiếm, cây di sản được bảo tồn, ghi nhận nỗ lực của thành phố Hà Nội trong việc tái tạo bảo tồn không gian xanh đô thị. Dịp 20 tháng 10, không khí tại chợ Hoa Quảng Bá, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội nhộn nhịp, tấp nập người mua bán. Không chỉ các tiểu thương bận rộn chuẩn bị hoa tươi, mà nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ ghé chợ để chọn những bó hoa đẹp nhất dành tặng cho người thân yêu của mình. Chợ hoa đêm Quảng Bá nằm trên đường Âu Cơ hoạt động quanh năm nhưng thường chỉ nhộn nhịp nhất từ sau nửa đêm đến rạng sáng. Mỗi dịp lễ thì không khí mua bán cũng trở nên tấp nập. Cũng như mọi năm, chợ hoa Quảng Bá năm nay có đa dạng loại hoa với đủ sắc màu, mức giá để người dân có thể lựa chọn kết hợp tùy thuộc vào sở thích. Hoa hồng là mặt hàng bán chạy nhất và có giá bán dao động trong khoảng từ 8 đến 10.000 đồng một bông, trong khi ngày thường mức giá bán chỉ khoảng 3 đến 5.000 đồng một bông. Các loại hoa hồng ngoại sẽ có giá cao hơn. Một lẵng hoa hồng có giá từ 250.000 đến 1 triệu đồng tùy từng kích cỡ khác nhau. Hoa ở đây đủ chủng loại được đưa về từ khắp các vùng trồng hoa nổi tiếng của miền Bắc như là Tây Tịu, Đông Anh, Gia Lâm, Phúc Yên. Có những loại hoa thì vận chuyển từ Đà Lạt, Lâm Đồng. Chợ hoa đêm Quảng Bá được bày bán từ khoảng 8 giờ tối đến sáng sớm ngày hôm sau.